Hai, xin chào chị các bạn. Hôm nay chủ nhật em quay khui siêu hai cây Noga 6303. Đó. Một con là nhà mạng Teo Bay nè. Đó, hiểu không? 6303i. Teo Bay. Đó. Thông tin nè. Cái siêu nó nha anh chị. Đó. Muốn mở máy cái khui này ra. Đó, bên trong nè thấy không? Con này pin xài 4 5 ngày khỏe nha. Đó, anh nào mà đam mê đang thích 6303 muốn mua nghe gọi cầm chắc tay thì ok lấy này nha. Thêm con Vodafone này nữa nè, nó cũng là siêu nè, thấy chưa anh, thấy chữ Vodafone không đó. Rồi ok vui, em còn hai cây cuối nha, anh nào thích thì cứ tranh thủ đi nha, suy nghĩ là không còn ở đâu. Rồi cuối này ra đó, một hộp tiếp theo. Rồi, ok. Đầu tiên Vodafone. Đó, nghe không? Muốn mở ra là phải đâu được đâu hết chưa? Dưới cái chữ Vodafone đàng hoàng. Rồi, cắt. Khui siêu. Sướng. Không có gì sướng bằng khui siêu hết á. Rồi anh chị, tháo ra. Đó, bên trong. Ui đẹp quá. Máy mới. Đó. Keng xà beng. Phụ kiện bên trong nè. Đó, cục pin 5CT. Đó, biết còn pin không nữa. Con này chắc phải mở mạng anh đi ơi. Vodafone mở mạng. Biết còn pin chắc không còn. Hết rồi. Rồi, để qua bên lấy em sạc pin. Đó, cục sạc chui nhỏ nè. Thấy không? Có tin thấy không? Tai nghe. Cáp USB. Đó. Rồi. Một em khui siêu đã xong. Nếu mà bên lấy sạc pin test ok, anh nào mua em gửi nha. Rồi qua bên. Tiếp theo là Teo Bay. Đó, con này đẹp nè. Teo Bay. Vodafone đã bay thì tới Teo Bay. Đó cái siêu thấy không? Rồi ok anh chị. Khui thôi sướng cái gì dành tất cả anh xưng khui siêu là em khoái lắm đó. Rồi đó, thấy không, kẹo không cái hộp đó. Rồi tai nghe đó. Chất lượng mở ra là biết là siêu phẩm rồi. Cục pin đó, mở khay ra đó, cục sạc y chang luôn, nói chung là y chang con kia, để coi nó có chữ Teo Bay không, không biết đó, thấy không? Dưới đây là sách hướng dẫn khay nè đó, cái sổ đề xưa bán nè, biết có sim giống không, em mở thử nha, chơi luôn đi lỡ rồi lâu lâu quay siêu quay đã. Đây, cắt nó có cái này nè, là cái gì em chẳng biết, thử coi. Đó. Có sim không nữa. Không. Chỉ là tờ giấy hướng dẫn thôi. Quảng cáo thương hiệu đó thôi. Đây cái sim này, cái sim nè, đó, đây. Đó, thấy không? Cái sim. Đó. T-Mobile. Nè, nó ghi mã BOK cho mình nhập vô nè. Đó, thấy không? Ghê không? Quá đẹp. Trời ơi, cái chế đồ vậy. Rồi, cái máy. Rồi, cái máy kia như máy kia luôn. Đó. Hên là trơn á. Khách em có nhiều người thích trơn vậy không à. Không ai thích mà chữ Teo Bay, logo mạng, nhiều khách cũng thích nha, không hiểu. Nhưng mà em thì thích nè. Đó. Rồi. Chức năng thì đơn giản anh chị. Bỏ sim là sai. Pin xin chắc con nào hết pin không à, nói chung là nhiều anh cũng đã xài tầng này thôi, để em để chút lấy pin vô thử này.
một chút nha. Còn pin không nữa, biết nữa. Toàn là máy mới, chưa nhiều cây có pin, nhiều cây không có pin. Hết pin luôn. Toàn là máy không có pin, không là chết luôn rồi. Ôi, từ từ. Đó. Đẹp không? Quá xuất sắc. Đó. Ghê, tới quái. Không? Còn chê đâu nữa. Đó. Cái con này nó chữ bự nè. Bây giờ lát em chẳng biết là xong nữa. Hay chỉ số bự không? Đó, dành cho người lớn xài là bao ngon nha, phím đã lắm, êm đã giỏ rồi. Rồi một em qua một bên, một tê bay bây giờ dính Vodafone nè, hết pin lắc sạc sao nè, Vodafone đó, nãy tê bay phải không, giờ Vodafone nè, vô có chào Vodafone không? Làm gì cũng có đó, quá dữ rồi. Ok anh chị, anh nào thích con nào alo em nha, 0966 353 353, 0966 19 19 19. Cảm ơn chị clip nha. Rồi ok, sạc pin kể đến việc bán thôi. Vodafone một qua kia, tê bay qua đây. Rồi ok anh chị.